Rồi quét 39 mới về nha. Đang về hai con. Con 39 một con 31. Sáng có một bác hỏi có con 39 về không? Thì giờ có con 39 nha, còn 31 nữa này. Là hai con. Xe rất là đẹp nha. Mới về luôn. Có hai con nha, đang xuống xe. Mà giờ nó vướng lưng trong. Cài chốt lại. Được á, xuống đi. Những cái kèo trên nè. Cơ động đó. Ờ.
cơ động, sợ nó bắt. Kìa, cơ động nữa. Cơ động không dám chạy. Con này lớp print còn nguyên luôn nha, đẹp tuyệt vời luôn. 39. Rồi, giờ đến con 31. Đây. 31 xe bãi về như này nha. Nghe chưa ơi? Chỗ đẹp chưa? 31 à, là cái chỗ chờ để các bạn đi vô cái lẹ lẹ vô cái gì nè. Rồi rồi đó, bữa trước mất rồi đúng không? Tiếng nữa nghe mốt. Anh vô anh lấy cái chân vui trước nhưng ra anh đi đó. Ra rồi. 27.